tin chúng tôi vừa thực hiện. Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã chủ trì giao ban trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Phát biểu mở đầu phiên họp, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, qua phân tích dịch tễ các ca nhiễm mới gần đây cho thấy có một số vấn đề phát sinh cần đánh giá kỹ, nhất là các ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng vẫn còn tiềm ẩn, trong khi việc truy vết vẫn còn chậm. Nêu lên thực tế có trường hợp cán bộ công chức từng đến Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không tự giác khai báo. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động mỗi người dân tự giác khai báo khi có yếu tố dịch tễ để kịp thời được can thiệp y tế phù hợp, tránh lây nhiễm. Việc điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm cần tiếp tục triển khai một cách chủ động và nhanh chóng. Tiếp tục truy vết trên cái diện rộng. Truy vết khu vực nào? Khu vực nào là khu vực tiếp theo là có nguy cơ? Từ đường phố, khu phố, tổ dân phố, thôn bản. Tức là chúng ta bổ sung tiếp theo cái khu vực cần phải truy vết. Rồi khu vực xét nghiệm, mở rộng xét nghiệm, tiếp theo là khu vực nào? Trên cơ sở là cái cũ làm tới đâu rồi nè, giờ cái mới. Chủ động đặt ra đi, và theo cái tinh thần là quận, phường, xã phải chủ động đặt cái vấn đề ra và bắt tay vào làm. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng lưu ý cần tập trung đánh giá rõ tình hình, dự báo kịch bản, thời điểm đỉnh dịch, từ đó có giải pháp phù hợp. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các khu cách ly tập trung. Đối với các điểm phong tỏa cục bộ, các địa phương phải thống nhất thực hiện việc cung ứng nhu yếu phẩm cũng như các biện pháp khác. Phải có sự chủ động để nhanh chóng triển khai khi có các điểm phong tỏa mới. Chính quyền địa phương chúng ta luôn luôn là bỏ túi trong mình một cái kế hoạch là phong tỏa. Hô một phát có lệnh là cái bộ máy ráp vô liền. Đồng bộ. Rồi chủ động trong việc ký kết với lại những cái nhà cung cấp lương thực, thực phẩm, những cái dịch vụ chủ yếu. Theo báo cáo của ngành y tế thì hôm nay đang tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết liên quan 14 trường hợp nhiễm mới sáng nay. Đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành truy vết và tiến hành xét nghiệm các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Ngành y tế cũng đề xuất phong tỏa thêm 2 địa điểm có nhiều ca bệnh trên địa bàn phường Hòa Khê và Hòa Xuân. Hiện nay về cơ bản người dân đã chấp hành tốt việc cách ly xã hội. Qua triển khai, việc phát phiếu đi chợ thì đã giúp giảm từ 30 đến 40% tần suất đi chợ của người dân. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chậm trễ trong việc phát phiếu đi chợ cho người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai việc phát phiếu, nhất là cho công nhân, sinh viên, không để chậm trễ.